nhằm hỗ trợ những học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thành đoàn và Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình trao tặng sách giáo khoa cùng đồ dùng học tập để các em yên tâm bước vào năm học 2021-2022. Hiện chương trình đã vận động và mua hơn 1.200 bộ sách để có thể sớm gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt đầu tiên, chương trình đã trao tặng 400 bộ sách, hơn 800 bộ sách giáo khoa còn lại cũng sẽ tiếp tục được trao tận tay đến các em trong những ngày đầu năm học mới. Em vui lắm, vừa lại đỡ tiền của ba mẹ nữa. Không trải qua một đợt dịch này thì tiền ăn, tiền uống, tiền đóng tiền nhà này nọ. Ba mẹ em cũng ít nữa, tức là không có đủ tiền để mua sách vở. Được các em cho một bộ sách vở rất là mừng lắm. Cháu nó đang lo vấn đề sách mà giờ có một cái rất là mừng. Là muốn các em có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được với lại cái đầu sách giáo khoa. Mình muốn là các em sẽ có điều kiện để tiếp tục học, tiếp tục được bước vào cái năm mới thật là suôn sẻ. Rồi các em sẽ học tập tốt hơn trong cái năm học mới với những cái thiết bị mà quận đoàn cũng như là hội đội hỗ trợ cho các em. Bên cạnh hỗ trợ sách giáo khoa, chương trình cũng thực hiện vận động các nguồn hỗ trợ để có thể trao tặng các thiết bị và dịch vụ như máy tính bảng, gói cước 3G hoặc hỗ trợ đường truyền mạng và các dụng cụ học tập khác để phục vụ tốt hơn cho việc học trực tuyến của các em trong suốt một học kỳ sắp tới.